Xin chào tất cả anh em nha. Vàng khởi đầu à. Chơi vàng khởi đầu đi. Nâng cấp thăng hoa. Bạc vàng kim cương. Chúng ta có một nai đầu game. Để xem là có huy hiệu thần tài hay không. Nếu có huy hiệu thần tài thì chơi luôn. Thở red và một chút vàng. Bạc vàng và kim cương. Ây da, mũ phù thủy ngon luôn. Tiếc là chưa có 3 thần thoại. Nai 3 đi anh. Hello bạn là Dương Nguyễn. Hồi chưa có server Việt. Chơi server quay một hit duy nhất. Đấy là con gì phen? Con Yasuo hay là con gì? Nai 3 mũ phù thủy không? Trời ơi anh em. Chế chế content để anh em mình up video lên YouTube nha. Tiếp sức tiền ăn trưa. Mình chăm tốc đánh. Đồ cục quý giá, nức đi liều lĩnh à. Sẽ lấy tiếp sức về đi. Làm tí content chất lượng một xíu đi. Này ba cái mũ phù thủy xem là nó sẽ như thế nào. Hello anh Tùng HC nha. Cờ quen à? Cờ quen thì đúng đẹp luôn. Mặc ảnh. Trận này mình sẽ test một cái đội hình mới. Trận này thì cố gắng làm thử con Nai 3 sao 3 mũ phù thủy xem là nó đam khủng như thế nào. Cố lên. Đúng rồi. Được nha Hoàng Hoàng ơi, được mà. Anh em chơi điện thoại vẫn có thể chơi cùng với mình mà. Thầy biết chắc ở trong game có mấy bạn ấy cũng chơi điện thoại. Game sau test lắc 3 Sojin thử anh à, để anh xem game nào hợp lý đã. Mới đi đường xanh trong anh Cường ơi. Hello đen gấu nha. 6 thuật sĩ cộng đá hắc hóa bằng 0 mana. Đá hắc hóa giảm kháng phép à, hay đấy. Chúc em nhiều sức khỏe, mang lại nhiều tính cười cho mọi người. Cảm ơn anh Tùng HC nhiều ạ. Thank you anh. Ui dồi, Kathleen bắn là khét. Nhưng game này mình cần win. Anh không còn ở chung fan ơi. Có chơi được mèo đâu, em chơi điện thoại nè, hôm bữa có mời được đâu à. Tí có gì để lại in game mà anh mời lại thử xem sao nha fan ơi. Red Long Vương FBI Kain rồi. Thiên cung rồi. Cháy vậy. Long Vương nổ hũ leo rank à.
Này Nghi đánh luôn Zira quá. Zira hoặc Zanna quá. 20 vàng rồi. Đặng Hưng này. Hưng chưa đi lắp đồ sớm thế. Lắp số gì mà chưa xài luôn này. Ui. Bùm. Lăn bì đi đâu ấy chứ. Lăn bì đi hướng ở chỗ nào ấy chứ. Gì đây? 96 máu. Có thêm vàng trong phiên đi chợ lần này. Bảo đẹp dai lắm nè, lượm rồi. Qua Master gậy. Tức là mình sẽ lấy Timo để làm thêm một cái mũ nữa. Mình trông nắng. Trông nắng các bạn ạ. Gì đây? Một con on và một giáp vai nguyệt thần à. Giáp vai nguyệt thần. Này không chơi, con này không chơi, con này không chơi. Ba thần thoại. Round này thì mình chắc cũng không lấy làm gì đâu anh em, úp cấp làm gì đâu. Hơi tốn vàng mà chưa có được 5 thần thoại. Ui, vuốt rồng luôn rồi. Tình hài rất là chắc cú. Auto cứng tôi luôn. Ném hơi chậm một chút, nhưng mà ném đau nha. Ok, còn giờ bật ăn phát bắt phở bò tái nạm. Ác thế phèn ơi. Nó như thế full top binh nữa chứ. Này anh em kênh chat là bây giờ thèm nhỏ dãi luôn rồi đấy. Tam Ken này. Chấp nhận thua một round đi. Cái này không có vương miện nhỉ. Nên là mình sẽ đánh thuật sĩ và thần thoại. Hai TH đầu. Cho chuỗi thua 3 đi anh em ơi. Mình gặp Đình Hải bây giờ là cũng khó thắng rồi. Ui sao đi ném thằng Manfai. Ném thằng Manfai kia thì chắc chắn là bị đau tay thôi chứ không có tí sát thương nào. Hello Thành Khôi nha. Anh không Việt Nguyễn ơi. Hello bạn Phong Phạm Trần. 5 thần thoại này. Có on nhưng mà không chơi được. Level 6 mới chơi được. Cho tôi một cái gậy đi. Úi giời. Còn thuật sĩ cũng tạm là chấp nhận được rồi. Ui
cấp mo 2. Chưa đủ lên cấp. Đầu tư một chút vàng đi anh em ơi. Không đáng là bao đâu. Không đáng là bao đâu. Anh em mình còn giữ máu xíu nữa. Đau vì lắm nhưng đang thèm. Cảm ơn bạn Nguyễn Thành Đang nha. Và tầm 60k. Ở bỏ tai nạn gân đặc biệt. Full topping. Nhà nào cũng đóng vút rồng luôn. Chúng ta cần phải có dao điện hoặc nỏ sét thôi. Thôi mình sẽ bán con này đi, tích tích tiền đã. Quyền năng phi thường và cây cung thần tốc. Nhà máy tái chế. Wow. Thực ra là tôi thích nhà máy tái chế hơn thay vì Pandora các bạn ạ. Nhưng mà ở cái giai đoạn này thì thôi lấy Pandora đi. Đồ đang xấu rồi. Có một gậy đây rồi. Tôi rèn luôn cái ấy nhé, nhé. Rèn luôn cái này đi, cái này phế quá. Hai cái thì nó cũng có cái cơ chế kiểu tìm được trang bị mà mình thích ấy. Zana. Ném bi đi. Hiện tại mới 2 thần thoại thôi. Lên năng lượng hơi lâu. Bum. Ui. 65 5 ở 45. Trái tim mà. Chúng ta sẽ cho bạn món quà nếu bắt thỏa mãn cơn đói. Và mình sẽ từ chối nha anh em nhé. Không giòn đâu, chó gát này nó đốm lắm, nó không giòn đâu anh em ạ. Trái tim kiên định. Cái này thì con này thôi. Cứ đợi xem là con tròn nó sẽ cho mình đồ gì ở vòng 3.5 sau phiên đi chợ. Ăn xong mới biết giá. 110. Ăn thì ngon nhưng lại xót ví à. Hello Nguyễn Sơn Trùng Dương. Hello em. Phở bò. Ăn xong mình phải đi livestream xong mình phải đi làm bát mì tôm thôi. Full topping mới được. Ui. 68 máu. Có Anie. Có một gậy ở đây. Chúng ta có thể lựa chọn bất kỳ trang bị nào cũng được rồi. Không nhất thiết phải lấy gậy. Nhưng mà mất cả hai luôn. Tôi sẽ lấy tam ken đi cho nó sớm lên 2. Mình bắt trước loài mèo kêu nha. Kêu cũng anh mèo 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 mèo. Mèo 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 mèo. Gì đây gì đây. Thế tôi cái gì đây. Wow. Hai nhân bản. Một cái bao tố Luden à. Cũng không phải là một trong những trang bị
quá tệ. Mà giai đoạn này thì tôi đã lắp 3 mũ phụt, cố gắng làm content 3 mũ cho Nai rồi. Không có thay đổi được nữa anh em ạ. Không có thay đổi được rồi. Đợi thành trang bị phòng thủ rồi. Trời ơi anh em lắp nhiều vuốt rồng quá vậy. You are gain. Đối đầu với 4-5 nhà thì anh em nào cũng đã thủ vuốt rồng rồi. Này thì chơi cái quái gì nữa. Cố lên. Ôi chưa có ngăn hồi máu. Bảo sao con này trâu đấy. Chắc là Nai ơi. Nai sư. Cái gì đây? 6 lượt đổi miễn phí. Cường Kelly. Cái tên mà một bạn đã đặt cho anh thôi. Kiếm tay rồi. Hello anh Đinh Quang Hưng nha. Quang Master. Master Chip à. Riven chưa xài được. API. Để xong trận anh tìm thử lại fan ơi. Ui. Ui. Bắt đầu cảm giác thấy không ổn trong người rồi anh em ạ. Thấy like là coi coi liền. Em like lâu chưa? Em like mới được một game thôi anh Đinh Quang Hưng ơi. Không có một cái gậy nào. Nhưng đổi lại thì bây giờ chúng ta có dị vật tai ương. Ha 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 ha. Nó cũng giúp cho anh em mình một phần nào đấy rồi. Bây giờ thì tôi sẽ lắp giáp lửa và một vài những trang bị cần thiết. Chẳng lẽ đánh bao nhiêu con quái này mà không có gậy đúng không? Còn chưa có nỏ sét nữa mà. Vẫn không ra gậy ạ. Gì vậy trời ơi. Bóp tôi hay gì đây? Bốn thuật sĩ tạm một chút. Alune 2 bát này. Tôi sẽ đóng một cái giáp lửa trước. Nó xét ánh sáng luôn. Anie 2 level 7. Khỏe vậy em ơi. Làm kèn. Cố lên nào bát. Ui con này còn vẫn 6 máu. Trời còn 6 máu ạ. Ui vương mệnh của thuật sĩ đây rồi. Ai à, vương mệnh của thần thoại. Thuật sĩ là thần thoại đây. Thiên cực kiếm lời tề hiệp sĩ. À vương mệnh rồng nghệ chứng hoàng. Trời ơi. Mũ phù thủy mình hơi nhiều rồi đấy. Hơi nhiều mũ rồi anh em ạ. Tôi lấy thần thoại đi.
phải cho nó chắc cú một tí. Còn thiếu gì nữa? Nico này, Trùy xin phá. Cố gắng lên level nhé anh em nhé. Level 9 anh em mình sẽ roll. Còn cái này tôi chưa biết lắp cái gì. Ui Quiana, Quiana nhìn gớm vậy. Tình Hải ơi, tiêu của tôi là lên được 9-3. Chứ không phải là 9-2 sao. Ui cái gì đây? Quyền trượng thần URF à? Caitlyn 3. Sau vòng này thì mình sẽ lên level cho con này vào. Món này thành một con, này thành một con khác. Quyền trượng thần URF này cũng ngon phết nha anh em nhé. Tôi để thành mũ phù thủy ánh sáng hoặc là trang bị phòng thủ tanh cho Tam Ken đi. Yuhu, Masagi. Mười thần thoại, 6 thuật sĩ à? 10 thần thoại mà lại còn 6 thuật sĩ thì khó lắm em ạ. Có gì không? Có Asia này, 47 máu, tự dưng mình thắng 2 trận, thế nên là giờ cũng sẽ là hơi khó lấy Asia. Charlie cha, Charlie Ba Vân, Charlie Ba Vân, tăng 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 tăng. Mình anh em không chơi không chơi Asia. 6 thuật sĩ à? Cứ để đấy, cứ để đấy. Ui, giao điện ánh sáng này. Mặt can. Giao điện ánh sáng thì ngon đấy anh em nhé. Nó lấy cho anh em mình là cái khả năng là oh my god, dám khám phép. Ô, mình có vuốt đồng rồi mà. Trời ơi, có vuốt rồi mà ta. Tính là máy nỏ mà lắp nhầm đồ luôn. Nai thần của tôi đang tìm một con họa sư để vẽ Nai anh em ạ, hoặc là vẽ Tam Ken. Wow, boom, quá khó cho Jiangin. Hai trang bị thành phần à? Ok này. Làm tôi một cái đang bỏ thạch xem sao. Này Rakan chắc mình không chơi được. Anune này cũng ngon. Chát tí bà Vân. Xem nào, một phiên bản cỡ nhỏ, tôi chỉ cần họa sư thôi mà. Đặng Hưng ơi, tại sao đồ đạc lại vứt bừa bộn thế này à? Đặng Hưng ơi, thế này là anh em lại bảo
diễn viên đây rồi. Khó lắm. Asaki. Khó cho tôi lắm. Hello anh Luke Ivan nha. Dây chuyền. Ok. Cái này đi anh em ơi. Làm tí khục chế. Galio. Như vậy là rất là khỏe rồi anh em ơi. 6 thuật sĩ. Tôi cũng thích chơi 6 thuật sĩ. Mà chưa thấy Annie đâu ấy. Galio 2. Tôi sẽ lắp một cái diệt khổng lồ đấy anh em ạ. Wow. Gì đây? Để giành lại một cái nước mắt nha anh em nhá. Có gì chúng ta sẽ lắp thêm một ấn thần thoại cho đánh 10 thần thoại. Nếu được. Ồ. Không kiếm con ai của anh hả? Đừng có trách anh vô tình nha. Uầy, ném một quả mà bi mà rơi tầm khoảng 1.500 sát thương. Đau thế nhờ. AG2 rồi này. Chưa thấy họa sư ở đâu cả. Tam Ken. Ây da, con này. Này anh em ơi, bán Tam Ken đi thì làm cái điều mà không thể. Có sao thì round này cũng sẽ phải khóa lại thôi. Này 3 mũ mà không lấy được 3 sao thì khó nhờ. Hưng comeback rồi. Đây, ông nào bảo diễn viên đây. Đặng Hưng tự dưng comeback một phát. Diễn viên gì mà mạnh như này. Hello Ngọc Huân Dương nha. Cảm ơn Ngọc Huân Dương nha. Ôi chiếu luôn à. À chiếu. Bán Galio à, tôi đang tính thế đây. Để đổi cho Annie đúng không? Bây giờ cũng cho vào thì cũng chưa có lấy được cái Ui. Kiểu 6 thuật sĩ ấy. Khó. Arc Riot Gwen. Arc đấy server gì vậy fan? Ui. Đây có một con nai của tôi rồi. Nai. Nó xét cũng ngon này. Nai chiến. Ok. Tam Ken luôn. Và hai nhân bản cỡ nhỏ cho Tam Ken anh em nhé. Thì đây là vô cực, rất là nhiều vàng. Không có thêm giáp chết ở đây. Rất nhiều Galio. Bắn mò này.
One more này. Ui, thằng Ken này trâu quá, tận 10.000 máu rồi. Hơi khó cho Đình Hải. Boom. Gì fan inbox cho anh xem sao nha fan. Cảm ơn bạn Đào Xuân Cảm nha. Bạn sư này. Đầy rồi. Let's go. Nai 3 sao và 3 vũ phù thủy. Lên level chúng ta sẽ cho thêm một con Gia La này vào là chuẩn rồi. Đúng không? Xem nào. Một cú ném của nó 2.700 đam à. Ui nó lăn kìa. Ôi chắc mình phải cho thêm một cái con thuật sĩ vào đi. Lăn ác vãi nồi. Boom. Test thử xem là thuật sĩ xem sao. Hiện tại là bao nhiêu? 2715. Cái quả bi mỗi lần thi triển năm gây 4.800. Wow, 2.500. 2007, 7 thần thoại mạnh hơn các bạn ạ. Về thần thoại ngon hơn, bây giờ phải lên level 10 mới gọi là mãn cái đôi nhãn được. 64. Giờ thì sao ạ? Test thử. Ôi, Irelia 3 thì có thể ăn được anh nha Đặng Hưng ơi. Tôi sẽ test thử một game nha. Thua thì càng tốt. Thường sẽ bất ngờ với một cú di chuyển như thế này đây. Em Nai của tôi ném nè. Ui khỏe vãi anh em ạ. Rồi xong rồi, đạp một phát Đặng Hưng luôn. Boom. Đấm nổ bay núi. Hasagi cũng không đánh bại bản sao như mình rồi. Anh em nào đang xem mà chưa like và đăng ký kênh thì like và đăng ký kênh hộ mình nha. Kêu anh em.